we sail a little bit high. Thứ thoại, con ra đây đứng cho mẹ. Ra đây. Thôi, Mỹ Lệ ra luôn em. Mỹ Lệ ra luôn. Thôi tôi với em qua luôn. Đây là lễ cúng tăng tai, bồ tăng sơn, hột vịt, tôm, miếng thịt ba rọi. Gương mặt rất là khả ái. Còn đâu? Đây, đây là giấy tiền vàng bạc. Xả xuôi, tan tay đi hết, vòng lâm phong lá đi hết. Đi hết. Vòng lâm phong lá. Cái gì vậy bà? Mày lại đây tắt nha. Mày lại đây. Tắt, buộc đôi đây. Cái gì vậy? Mày vô cái chân mày lên trước đây. Nó nghe đà nãy giờ mà thấy nó cho giùm. 11 chết không đủ hòm nè. Nó mang cái lồi quốc nó ra ngoài. Còn Mỹ Lệ lại đây em. Mỹ Lệ. Bộ mẹ cưng hồi xưa lấy khỉ hả? Thôi chân lông cũng vậy. Rồi. Bộ nhà mày làm thờ điện hả? Sao dây điện tùm lum dưới đây vậy? Đây. Cũng có lông măng măng. Hô Tiểu Dây. Mẹ kêu nè con. Đây, mẹ kêu. Ra đây. Mẹ, để mẹ la. Thôi, cái ca này khó lắm. Tôi để cho con Xuân nó nói chuyện. Đưa cái giò coi. Đưa cái giò. Đừng đứng lên coi. Đứng lên. Mặt còn tôi nói à. Xấu đừng có ra trẻ. Mặt còn tôi nói, nó nói tôi mẹ ác cọc. Để cho người ngoài tao nói chuyện. Dạ, lên coi. Hai, ba. Ê. Chị ơi. Cái móng giò nó như đứt không nghe. Mới tôi nói luôn. Con chị có cái giò phèn không? Chào, nè giò chị nè, ghẻ không à. Giò xấu gì ơi. Sao? Trời ơi. Sao bà Thi á, bà giò giùm cho người ta mà nãy giờ chưa vô con nào. Nãy giờ không có giò ai đâu. Bà cút tam tay rồi. Số gì đây mày, gì đây con, số gì đây mày, gì là con, số gì là mày, gì là con, số gì là mẹ mua cho con heo đất. Không vô luôn. Con tao là ai đâu? Con là trời ơi, gì chưa vậy kinh ơi? Phong đâu nghỉ. Bà là cổ xí cho cái phong trào mà nghỉ đó má. Mai mốt ở tao nói chung là ta đi về hết trơn. Rồi cái thưa quý vị, trong đời này đã có chủ nhân may mắn độc dạng. Xin phép được dò số thưa quý vị nha. 48 có 36 36 2 17 17 có 3 và có số 1. Số 1 48 có chưa? 48 là có đâu. Dạ đâu, anh kinh hàng nào anh? 48 chưa có nha. 18 ngồi xuống cái gì ơi, ngồi xuống cái gì ơi. Ủa, chị nói chị nghỉ mà. Chị em nói giỡn thôi, chẳng tiếc cái gì. Con người ai mà. Cái dòng lời này thấy vui quá à. Thấy thì cơn lôi. Thấy học được cũng tập lâu nào.
vị nha. Em sẽ tăng giá trị giải thưởng lên. Nếu mà người đầu tiên đoạt giải sẽ nhận về cho mình một con thú lớn. Và chúng ta sẽ chọn tiếp hai người tiếp theo. Mỗi người một phần ra. Một và hai, 5 ký. Vâng, lá giấy đó sẽ được giọt 3 lần. Và bây giờ cùng mời chúng khán giả ba giấy ta bắt đầu giờ phút tiếp. Con số 41 chuyện chưa qua là của đọc giải. Đề nghị cô chú chị mình gửi số bỏ ra giá. Và chúng em sẽ dò số. Và chúng ta sẽ còn dò nữa bằng lá vé cũ nữa vậy nha. 41 chuyện chưa qua. 41 có 1, 39. 39 có 2, 12. 12 có 3, số 4. Số 4 có 4, rồi hợp lệ rồi. 41, 41 có 1, 39. 39 có 2, 12 có 3, số 4 có 4. Chủ nhân tiếp theo 41 có 1, 39 có 2, 12 có 3, dòng xuống cùng là con số 4 có 4. Rồi, em xin mời ba anh chị tiến lại làm cầu quay vào con số. Ai số lớn nhất nhận một con gấu lớn. Hai người số nhỏ hơn, mỗi người nhận một con gấu hồng. Còn bọc giặt dò dòng sao. Rồi, chúng ta dò số tiếp nha. Rồi, em xin dò số nha. 58, 25, 23. Rồi, bỏ nó vô nha. Rồi, mỗi người một con gấu nhỏ. How far can we get if we sail a little?